Show City được phát sóng vào 19 giờ mỗi tối. Song Hye Kyo từng bị đe dọa tại Axis và tống tiền. Mới đây Song Hye Kyo tiết lộ việc cô và gia đình từng bị tống tiền bằng bức thư nạc danh. Ngay sau khi nhận được lời đe dọa, mẹ của Song Hye Kyo nhanh chóng đưa nữ diễn viên đi nơi khác, đồng thời cảnh báo cảnh sát về lời đe dọa. Cảnh sát đã tìm ra người tống tiền nữ diễn viên và thủ phạm bất ngờ lại chính là quản lý cũ của cô, người từng thân thiết và giúp đỡ Song Hye Kyo trong suốt 3 năm. Mẹ của Song Hye Kyo đã không hề bình tĩnh khi biết người tống tiền chính là quản lý cũ. Khi biết chân tướng sự việc, bà đã hét lên vô cùng kinh ngạc. Được biết người quản lý cũ của Song Hye Kyo bị công ty sa thải do có những thu nhập không minh bạch về việc sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên. Sau khi nghỉ việc, người đàn ông này gặp khủng hoảng về tài chính, thậm chí phải ngủ ở các nhà tắm công cộng. Khán giả có mặt cũng được một phen thở phào vì nữ chính hậu vệ mặt trời vẫn còn an toàn và xinh đẹp như ở thời điểm hiện tại. Á hậu Huyền My chính thức lên tiếng trước thông tin giật đại gia của bạn. Xoay quanh nghi án Á hậu Huyền My thả thính người yêu của bản thân đang được đông đảo dân mạng quan tâm. Tối 16 tháng 5, bà Lan Phương, mẹ của Á hậu Huyền My đã chính thức thông tin trả lời những liên quan. Bà khẳng định đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng để có thể có nhiều biện pháp bảo vệ con gái mình trước vụ việc. Ngoài ra, trong thông cáo gửi đến cơ quan truyền thông, bà Lan Phương cho biết vô cùng sửng sốt khi con tôi bị gán vào vụ việc này. Tôi chính là người trực tiếp cùng Huyền My đến buổi biểu diễn và cùng về theo sát con gái trong suốt đêm diễn thời trang đó. Tôi khẳng định trong đêm diễn, Huyền My tập trung hoàn toàn vào công việc, càng không có thời gian trò chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai không có liên quan khác. Khi tôi được biết thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cho cô gái đã tung tin. Trong lúc mọi sự chú ý dư luận đang đổ dồn vào Huyền My thì Thúy Vi bỗng nhiên có một phát ngôn khiến ai nhìn thấy cũng đặt câu hỏi. Thúy Vi đã chia sẻ lại link bài viết trên một trang báo mạng có tựa đề nghi vấn Á hậu Huyền My mồi chài người yêu của bản thân trên Facebook cá nhân. Bài đăng của Thúy Vi đi kèm một câu nói có hàm ý mỉa mai đàn chị, kết thúc là một icon cười hết ga. Trấn Thành livestream giải tang cho người cha khi hát có hai đứa con bị teo não gây tranh cãi trên sóng truyền hình. Tập 3 của chương trình Hát Mãi Ước Mơ, anh Đặng Hữu Nghị đã khiến nhiều người rơi nước mắt với hoàn cảnh nuôi con bị teo não, nên nhiều khán giả đã chủ động liên hệ xin được giúp đỡ. Tuy nhiên không liên lạc được với anh Nghị mà chỉ nhận lại tin nhắn là số tài khoản của anh. Điều này khiến một số khán giả nghi ngờ và hiểu lầm anh Nghị mượn hoàn cảnh của mình để trục lợi từ từ thiện. Ngay lập tức Trấn Thành đã phát livestream trực tiếp một đoạn trò chuyện ngắn trên trang cá nhân gần 11 triệu lượt theo dõi của mình để giải bày nghi vấn và hiểu lầm nghi ngờ anh Nghị mượn hoàn cảnh để trục lợi tiền từ thiện. Trấn Thành bày tỏ mong muốn mọi người đừng hiểu lầm anh Đỗ Hữu Nghị khi muốn giúp đỡ ai khác, đó là lòng tốt và thiện nguyện của chúng ta. Dĩ nhiên quý vị cũng có những hoài nghi của mình, nhưng tôi muốn giúp đỡ anh Nghị chia sẻ câu chuyện này để mọi người không nghĩ oan mà tội nghiệp cho anh. Thì Thành nghĩ là khi mà mình đã giúp đỡ ai đó thì đó là cái lòng tốt, cái sự thiện nguyện của chúng ta. Nhưng mà Trấn Thành vậy, khi mà Thành giúp ai đó thì đã giúp thì Thành sẽ không có suy nghĩ xa hơn. Dĩ nhiên là quý vị cũng sẽ có những hoài nghi của mình, nhưng mà Thành nghĩ rằng là đây là một câu chuyện mà Thành biết được, nên Thành cũng may mắn là được quý vị yêu thương, có một cái fanpage nhiều người quan tâm, thì Thành cũng muốn giúp anh Nghị chia sẻ cái câu chuyện này để quý vị nào hiểu rõ hơn về ảnh thì cũng không có nghĩ oan cho ảnh, cũng hơi tội nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên bị giám khảo tài năng này lên tiếng chia sẻ và